Hướng dẫn cho các bạn về đường kinh tâm. Chúng ta nói về trái tim, vai trò trách nhiệm của tim lưu hành như thế nào ở trong cơ thể ta. Tâm tâm là một vị vua chỉ huy mọi sự việc trong cơ thể. Tâm là một vị vua chỉ huy toàn bộ trên cơ thể, tức là chỉ huy mọi việc. Một vị vua. Tâm là nguồn thúc đẩy khí và huyết vận hành trong cơ thể. Cho nên sự co bóp của tâm, sự co bóp của trái tim có bình thường hay không thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống và tự sự sống của một con người. Cho nên tâm nếu bình thường thì cơ thể chúng ta sẽ được bình thường. Nếu mà tâm nó trục trặc thì cơ thể chúng ta sẽ không bình thường, bởi vì nó chủ về huyết, chủ về khí và mạch mao. Về mô tả của trái tim như thế nào, nó nằm ở đâu thì các bạn nắm ha. Coi như trái tim nằm trong cái cơ thể chúng ta mà chúng ta không biết trái tim nó nằm ở đâu, có người không biết nó hình dạng như thế nào và nằm ở vị trí nào. Nói về tâm, về ngũ hành thì nó thuộc về quả. Tâm nói về ngũ hành thì nó thuộc là quả. Tâm âm hay là thực thể của tâm, chúng ta tóm lại tâm ta dễ gọi hơn là trái tim. Thì trái tim nó nằm ở trong cái lồng ngực phía trên của cơ hoành và cách mạc. Nó có hình tròn, một hình hơi tròn nhọn, hơi tròn hơi nhọn và dài giống như một cái bông sen mà chưa nở chút xuống. Nó giống như cái tắt cái máy đây. Cái trái tim chúng ta nó nằm ở trong lồng ngực phía trên hoàng cách, phía trên hoàng cách. Nó hình tròn, nó hơi nhọn và nó dài, nó giống như cái một bông sen chưa nở mà chút xuống. Giống gì đó, chúng ta nhớ là trái tim ta gì. Cho khi có người tới giờ không chưa chết với mình, nói rằng sao nằm ở trên vị trí nào, nằm bên trái. Nói chung thì cũng có một phần trăm nghìn thì cũng có người trái tim nằm bên phải. Nói chung là trái tim nằm bên phải thì cuộc sống không thọ lâu. Trong cái bài giảng Đông y thì chúng ta có nói rõ về trái tim nằm bên trái và có liên hệ trực tiếp, thì các bạn vô cái bài giảng sẽ rõ hơn. Tâm thì ta có tâm bào bao bọc, thì tâm là vị vua, tâm bào là cơ quan bảo vệ của trái tim, cho nên là có cái cơ quan tâm bào để bảo vệ. Muốn vô được trái tim thì phải qua được đường kinh tâm bào, phải bước qua xác chết của đường kinh tâm bào mới vô được trái tim. Thì tâm thì khai khiếu ra lưỡi, biểu lộ ra mặt. Về tình trí thì là vui, là hỷ đó, vui là hỷ đó. Da dịch là mồ hôi, tim thì cũng ra mồ hôi, nhất là các bạn bị tim bẩm sinh á, mồ hôi ra cầm không được. Mà chúng ta trị tim, trị đường kinh tâm bào thì tim bẩm sinh nó sẽ hết theo. Thì cái này các bạn sẽ vô cái chỗ viện chẩn á,
Tôi có trị cái bệnh mồ hôi toàn thân bẩm sinh do đường kinh tâm, do đường kinh tâm, dịch của đường kinh tâm nó làm cho ra mồ hôi. Thì trong ta có hai cái đường kinh thiếu âm tâm và thủ dương minh đại trường, tiểu trường chứ. Thì hai cái đường kinh này liên lạc với nhau, cho nên tâm và tiểu trường thì có cái mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời nhau được. Nếu chúng ta trị tâm thì chúng ta phải trị đường kinh tam bào và tiểu trường. Thì các bạn nên nhớ ha, thì chúng nó tâm nó có liên hệ với mật thiết với đường kinh tiểu trường và đường kinh tam bào. Cho nên các bạn nhiều lúc các bạn trị đường kinh tâm không hết, vì thí dụ như các bạn bị tiêu chảy đi, mà bà tiêu chảy mà do cái tâm nó nóng quá làm cho tiêu trường yếu đi thì cũng sinh ra tiêu chảy. Nếu mà bà tiêm mồ hôi ra nhiều quá hay kinh yếu, khí và huyết không lưu thông được, thì cũng ta cũng phải quan tâm đến cái đường kinh tâm bào. Phần thứ hai á, thì tâm thì chủ về huyết nhục, tâm thì chủ về thần trí. Thì tâm là một cái cơ quan cực kỳ quan trọng trong ngũ tạng, tâm trái tim á, là một cơ quan cực kỳ quan trọng trong ngũ tạng, vì tâm là một vị vua của toàn thân, có chức năng đặc biệt là thống lĩnh, có chức năng đặc biệt là thống lĩnh của mọi tạng và phủ, thống lĩnh toàn bộ năm tạng và sáu phủ ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên trong sách Hoàng Đế Nội Kinh cũng có nói tâm chủ về huyết và tàng thần, tâm chủ về huyết và tàng thần, trong sách Nội Kinh của Hoàng Đế Nội Kinh cũng có ghi. Cho nên tâm nắm giữ tất cả các cái công năng sinh lý của khí huyết âm dương, của khí huyết âm dương. Trong sách Hoàng Đế Nội Kinh cũng cho rằng tâm giữ chức quân chủ là gốc của sự sống, tâm là tạng của quả nên sợ nhiệt, tâm là dương mà lại nằm trong âm, tâm là dương mà lại nằm trong âm. Cho nên tâm thích vào mùa hè, thích vào mùa hè. Trong kinh mạch của tâm là thủ thiếu âm, là thủ thiếu âm, cho nên là đường kinh âm là đường kinh âm. Số 3, tâm huyết và mạch, tâm huyết và mạch, tâm chủ về huyết mạch. Chủ ở đây có nghĩa là duy trì và quản lý, tâm ở đây có nghĩa là duy trì và quản lý. Huyết và huyết dịch là máu, mạch tức là con đường vận chuyển của huyết, tức là mạch tức là một con đường đi ở trong thành phố vậy, mà xe chạy được thì phải có một con đường, cho thấy nó chằng chịt đó là mạch. Chúng ta nói gì là mạch, mạch
là con đường vận chuyển của huyết, cho nên cái trong cái mạch có huyết và khí chảy trong đó, lưu thông trong đó để nuôi nuôi cơ thể. Cho nên tâm là khí thúc đẩy huyết dịch vận hành trong cái mạch đó, đi khắp toàn thân, nó giúp duy trì sự sống và mạnh khỏe cho mọi cơ quan trong cơ thể. Cho nên tâm với mạch luôn luôn liên thông trực tiếp với nhau. Tâm thì liên tục thúc đẩy huyết dịch vận hành trong cái kinh mạch. Cho nên ba thứ này nè liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một khối thống nhất khép kín, tạo thành một khối thống nhất khép kín. Trong đó tâm thì giữ một vai trò chủ đạo. Cho nên tâm giữ một vai trò chủ đạo, có tác dụng thúc đẩy tạng tạng tâm. Tạng tâm muốn bình thường thì phải dựa vào tâm khí. Tâm mà không khí thì khí huyết cũng không lưu thông. Cho nên huyết dịch cần có sự thúc đẩy của tâm khí mới có thể vận hành trong trong mạch được. Bình thường thì mang cái chất dinh dưỡng để đi nuôi cơ thể. Thì huyết dịch có sung mãn hay không? Huyết dịch có được sung mãn hay không? Mạch đạo, các cái mạch đạo có liên thông được hay không? Có liên thông hay không? Có thuận lợi hay không? Cần phải dựa vào tác dụng hiệp điều giữa ba yếu tố. Hiệp điều giữa ba yếu tố: tâm, huyết và mạch. Nếu ba yếu tố này đều suôn sẻ thì cái công năng huyết mạch của tâm sẽ bình thường và tốt đẹp nhất cho cơ thể. Cơ thể chúng ta hoàn toàn mạnh khỏe. Với điều kiện là ba ông này đều phải thông suốt. Cái bài này chúng ta nước ta phải nói đến cái bài thiếu máu cơ tim. Vì thiếu máu cơ tim trong này có tác một hai vấn đề. Chúng ta là phần phụ ra cái chuyện thiếu máu cơ tim, tại sao đi mệt. Cái thứ tư ấy là tâm chủ về huyết mạch. Tâm chủ về huyết mạch. Trái tim nó là tâm âm, có sự co bóp bình thường phải dựa vào tâm khí. Như chúng ta nói hồi nãy, tâm khí có sung mãn, tâm khí thì có sung mãn thì mới có thể duy trì được thúc đẩy và tần suất theo cái quy trình quy lực của tâm. Huyết dịch phải có tâm khí thúc đẩy mới có thể vận hành bình thường trong máu để đi nuôi dưỡng toàn thân. Mà huyết dịch có sung mãn hay không, đường kinh mạch có thông suốt hay không, phải dựa vào tác dụng của ba yếu tố tâm, huyết và mạch. Nếu mà tâm không co bóp thì sức bắt huyết không đi. Dầu có mạch có mà không có tâm khí thì cũng không đẩy khí đi cho động mạch được. Tâm co bóp mà thiếu máu, thiếu huyết thì cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà có tâm khí rồi, có huyết rồi mà mạch bị tắc thì cũng như không. Tức là ba cái ông này phải liên thông với nhau,
mà chúng ta phải nói là ba ông này phải liên thông với nhau. Như vậy là trị tâm thì chúng ta phải trị tâm khí, trị huyết và trị mạch. Cho nên các bạn thấy gọi như cái xi quanh trên mạch chân thiếu máu từ quần não hay là rối loạn tiền đình thì ba ông này sẽ vướng, một trong ba ông phải vướng ông, cho nên nó bị tắc làm khí và huyết mạch không được lưu thông, cho nên sinh đến tắc nghẽn. Cho nên trước mắt các bạn phải nắm được cái tạng tâm, cái đường đi chịu trách nhiệm của đường tâm, khí, huyết và mạch. Thì theo cái đường kinh tâm thì chúng ta đã học về Đông y rồi, nay tôi sẽ lược thơ để cho các bạn nắm về tâm, chủ về huyết và mạch. Bây giờ ta đi đến bệnh thì bệnh tâm thì ta gọi là bệnh tim. Thì bệnh tim thì một trong những cái bệnh mà ai cũng đều sợ. Một vị vua mà mất rồi thì đất nước sẽ mất thôi, lập lại một triều đại khác. Cho nên bệnh tim thì thường khi mắc bệnh chứng bệnh tim rồi về tim mạch thì ít có ai người nhà để cho mình tự điều trị trị bệnh tim, nhưng mà thường thường họ đi đến cơ sở y tế để khám bệnh rồi chạy điện tim, đo điện tim, đo điện tâm đồ vân vân nhiều thứ, rồi uống thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ, nhưng mà ít có ai điều trị tại nhà, chỉ dựa vào bác sĩ là nhiều nhất. Như vậy là ngoài ra thì bác sĩ còn dặn, ngoài ra còn dặn về ăn uống thì cần có một chế độ ăn uống cho thích hợp, rồi sự rèn luyện của tập thể dục, tập thể thao, điều độ, cần sự chăm sóc. Nếu chúng ta biết về viện chẩn vật và đông y hay là y học dân gian thì ta có thể chăm sóc tại nhà bằng cách bấm huyệt, massage để cũng góp phần không nhỏ vào việc trị bệnh tim. Thì cái bộ vị của tim thì các bạn có thể ghi đây là cái bộ vị, tất cả các bộ vị mà căn cứ về bộ vị này ta chích lược ra để đi ta đi điều trị từng bệnh tim một. Bộ vị của bệnh tim thì theo dân chứng ta có số 8, các bạn có thể ghi số 8 bộ vị của tim ha, số 8, 12, 20, 269, 34, 55, 276, 59, 60, 57, 106, 107, 103, 87, 127, 432. Thì trong cái này các bạn gạch đích cho tôi mấy mấy cái số này
Số 8 bằng gạch đất. Số 12 gạch đất. 269 gạch đất. 34 gạch đất. 267 gạch đất. 59 gạch đất. 60 gạch đất. 57 gạch đất. 106 gạch đất. 103 gạch đất. 87 gạch dưới. 127 gạch dưới. Gạch dưới đó các bạn gạch gì? Những cái số này gạch đất ở dưới là những số quan trọng. Các bạn chú ý những cái số này về bệnh tim. Thầy xem lại 276 hay là 267 ạ? Thầy xem hộ ạ. Cái nào chị? 276 hay là 267 ạ? 276. Dạ, 276. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Chị biết 276 nha. Rồi. Dạ, biết 276 ạ. Rồi 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 276. Bây giờ xong rồi, nếu bệnh tim thì ta kiểm tra mấy sinh vật nào? Nếu mà các bạn chấm hết cũng được. Hay là các bạn làm biến chấm thì các bạn chấm những cái số gạch đất thì thôi. Chấm là thứ nhất, là thứ hai, chấm là sao cho cái những cái sinh vật đó không còn nữa. Những sinh vật nào còn thì ta chấm, những sinh vật nào hết thì ta bỏ. Sau đó các bạn chấm cho tôi cái bàn dò, cái số 19 là túi mật, số 22 là thận, số 23 là niệu quản, 24 là bàng quang, 33.1 là tim, 33 là vùng phản xạ của tim, 34 là lá lách, 67 là điểm hạ của huyết áp, và 13 là tiếng phó giáp trạng. Các bạn xem tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái số đó nó nằm ở đâu. Cho nên các bạn khôi phục này ở của Đông y thì cái tim của bạn sẽ khỏe ngay. Ngay chỗ này các bạn thấy cái chỗ ở đây là thận nè, cái dài ở đây là niệu quản đây, thì cái này cái số 22 rồi số 23, 24 thì nó đẩy xuống tới đây. Nó sẽ theo cái đường này. Thì theo vị chuẩn thì chúng ta có cái đường này. Nhưng mà ở cặp với bên đây, số bên đây nè, nó nằm ở cái chỗ ngay cái ngón ngón giữa đi trên, lên trên này xuống chút. Ở bên cái ngón giữa của ngón giò đi xuống, mà nó nằm trên cái ngang với cái nguyệt dũng tiền á, thì ta có một cái điểm ở đây, đó là cái điểm vùng, đó là vùng của túi mật. Bây giờ gan đây, túi mật ở đây nha, thì các bạn ấn ở đây thì nó bên bên phía bên đây, bên cái giò trái á, thì giò trái á thì nó nằm ở bên đây, thì cái này á là cái chỗ này là cái vùng tim, vùng tim, và cái vùng ở dưới này á là vùng phản xạ của tim, dưới này đó là vùng của lá lách. Ở chỗ của miệt 67 chỗ này nó là liều 67, đây là số này, số của Đông y ha, các bạn đừng hiểu nhầm là số viên chữ nha, thì đó là điểm hạ với áp. Như vậy là ở trên này cái số 13 này nè, nó nằm ở cái góc ngón cái này nè, ở chỗ cái khuyết này nè, nó nằm trong cái khuyết đó là tiếng phó giáp trạng nha. Các bạn chấm vô cái điểm đó thì các bạn sẽ hạ được huyết áp, tim của bạn rất là tốt. Ở đó là dưới bàn giò thì ở dưới cái bàn tay thì ta đi thận môn,
rồi nội quan, rồi thái nguyên, rồi chiếu thương ngư tế đó, thì chúng ta gạch với cái đó thì tim chúng ta rất là khỏe liền. Giờ ta gạch theo đo diện chuẩn thì ta phản xạ, ta phản chiếu cái vùng tim ở bàn tay nè. Và chỗ nếu đông y thì ta đi chỗ khu vực T2, T3 dài xuống, hoặc là ta đi tâm du, rồi tỳ du đó, can du thì ta đi dài xuống đó. Nhưng mà dù sao nếu đi đi được đường kinh bàng quang thì các bạn nên đi hết đi, chỗ nào đau ta làm, chỗ nào không đây không được. Ta đi từ phong môn hay là từ chỗ đại chữ, ta đi dài xuống tới chỗ thận du, bằng quang du rồi đó, ta đi hết cái đi, vì ta đi chút xíu thôi. Ta hơ chỗ nào nóng thì ta hơ, chỗ nào đau thì ta làm cho hết đau, rồi ta đi với bằng chân là hết. Đó là cái bệnh tim. Rồi các bạn xem cái bệnh mà đau lối vùng ngực rồi tim thì chúng ta cũng đi, nói chung là ta đi từ đốc du, ta đi dài xuống tới bàng quang du đi cũng vậy. Rồi xong rồi ta đi thái khê, nội quan, khít môn. Khít môn là trên trên chỗ nội quan tí, khoảng hơn 1 phố 4 rưỡi gì đó thì ta có khít môn. Khít môn thì rất là hay. Các bạn bình thường các bạn dây cái huyệt khít môn, thần môn nó cũng đau lắm, nhất là nội quan. Nội quan thần môn khít qua khít khít môn. Trong đó các bạn ta chấm lao cung. Các bạn những cái dầu mà các bạn có thể ghi, rồi các bạn có thể khi mà nói tim thì ta kiểm tra tất cả huyệt động y đi, cũng như hồi nãy ta có mười mấy cái huyệt của diện chứng này, bây giờ ta có mười mấy huyệt trong y nữa, thì ta làm những cái huyệt nào mà thấy nó đau, ví dụ khít môn đau thì ta chăm sóc khít môn, nếu thần môn nó không đau thì thôi, nếu lao cung nó không đau thì thôi, còn nếu thương đau thì ta chăm sóc. Những cái sinh huyệt nào của đông y và của diện chứng thì đau thì ta cố gắng ta làm hết đau. Các bạn làm nhanh thôi, không cần các bạn làm 5 phút, 2 phút, 3 phút gì, mà các bạn đếm từ 1 đến 7 cũng được đấy, hay là 6, 3 cũng được. Đây, thì xong rồi các bạn quay lại. Vì mỗi một lần các bạn bấm rồi các bạn bơm ga, bấm rồi bơm ga chừng 3 lần là bấm lại lần thứ 3 là giảm rồi. Cho nên chúng ta chạy rất là nhanh. Bây giờ ta đi đến cái tim đập chậm. Bây giờ ta tìm được ta tìm một cái nguyên nhân tại sao tim đập chậm cái đó. Thì xong rồi chúng ta có học bắt mạch. Muốn bắt mạch tim đập nhanh hay là tim đập chậm hay là tim bỏ nhịp thì chúng ta bắt mạch mới được. Rồi hôm rồi tôi có hướng dẫn các bạn bắt mạch chậm, rồi mạch phù và mạch bình thường. Nhưng mà cái máy huyết áp mà điện tử thì chúng ta không biết, hoàn toàn không biết tim đập nhanh, tim đập chậm và tim bỏ nhịp, chỉ biết tim đập chậm và tim đập nhanh mà thôi, chứ tim bỏ nhịp hoặc là tim mạch trầm
mạch bình thường hay là mạch phù? Thì tôi nghĩ bác không biết, mà chúng ta đo thì chúng ta không biết đó là mạch gì, nhưng chúng ta bắt mạch thì dứt khoát chúng ta biết mạch gì: mạch thu, mạch trầm, mạch bình thường. Đó, chúng ta có 8 loại, 16 loại mạch, tôi nói 3 loại mạch mà chúng ta đã học. Như vậy là tim đập chậm thì người bình thường khỏe mạnh thì tim đập từ 60 cho đến 80 lần trên một phút là người bình thường khỏe mạnh. Thì tim đập, nhịp đập từ 60 đến 80 nhưng không bỏ nhịp. Nhịp tim đập chậm là dưới 60 lần trên một phút, càng chậm thì biến chứng rất là lớn do thiếu máu lên não. Như vậy là triệu chứng trên lâm sàng chúng ta thấy người tim đập chậm có biểu hiện như thế nào? Một là bệnh nhân cảm thấy đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, trí nhớ kém và khả năng làm việc bị ảnh hưởng rất lớn vì họ yếu sức, thiếu máu. Nguyên nhân thì chúng ta thường gặp là do cơ thể quá suy nhược trong một thời gian dài, bị bệnh tim, bị bệnh phổi mãn tính, cho nên người bệnh cần phải đi khám về chuyên môn của y khoa để có đưa ra cái phương pháp điều trị sao cho nó thích hợp. Nếu tim đập quá chậm gây gan ngất hay là một cơn đau co giật thì phải được theo dõi điều trị ở nội trú tại cơ sở chuyên khoa để mà chúng ta theo dõi thường xuyên, có kịp thời cấp cứu. Người bệnh cần phải được ăn uống cung cấp đủ dinh dưỡng, cho nên cần phải có một sự ăn uống rất là tốt để phục hồi sức khỏe, vì đây là suy nhược cơ thể, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh luôn, cho nên trí nhớ là rất là kém. Mà chúng ta học được đông y và viện chẩn thì chúng ta cần phải massage, bấm huyệt cũng góp một phần không nhỏ vào phần hỗ trợ về điều trị đối với bệnh tim đập chậm. Cái người này thì chúng ta nên đặt đó, nếu mà dùng đông y thì chúng ta phải cho nằm sấp, cái chân thì phải cao hơn cái đầu, cái đầu thì phải thấp hơn nhưng mà cái chân, và chúng ta phải đi tuần tự như sau. Vậy theo dẫn chẩn thì chúng ta dùng bộ thăng, bởi vì qua cái tình hình sức khỏe của người này chúng ta đã nhận định về mặt lý thuyết đã nhận định là thiếu máu, mặt xanh xao, sức khỏe kém, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể làm cho chóng mặt, nhức đầu, khả năng làm việc rất là yếu, vân vân và vân vân. Như vậy là chúng ta phải dùng cái bộ thăng để ta làm ấm cơ thể, để chi? Để cho khí và huyết lưu thông. Cho nên hồi nãy chúng ta nói về tâm, huyết và mạch, ba cái này sẽ lưu thông cộng trên ta làm ấm cơ thể, như là ta dùng bộ thăng. Như vậy là tất cả những cái cơ thể trong cơ thể toàn thân chúng ta được nâng lên và được ấm áp, thì khí và huyết sẽ được lưu thông. Thì khí và huyết lưu thông sẽ đem máu và huyết đi theo cái mạch để đi nuôi toàn thân, làm cho cơ thể chúng ta rất khỏe lên. Ta dùng bộ thăng rồi thì ta dùng bộ tim đập chậm
Vô thăng này các bạn biết rồi, thì có thể đây các bạn, tôi cho các bạn luôn cũng được. Vô thăng là 127, 50, 19, 37, số 1, 73, 189, 103, 300 và số 0. Kết thúc. Ta kết thúc vô thăng rồi, ta chấm tiếp bộ thứ hai là tim đập chậm. Số 0. Chấm lại số 0 nữa ha. 19, 60, 28, 106 và chúng ta kết thúc lần thứ hai số 0. Lần số 0. Ta chấm cái bộ hạ huyết áp thấp là 127, 19, số 1, 50, 103 và kết thúc bằng con số 0. Như vậy là chúng ta có ba cái bộ nguyệt cơ bản. Về thủ pháp gì và diện chuẩn của Đông y kết hợp thì diện chuẩn thì ta hơ bịch, ta hơ cơ thể, hơ đầu, hơ tay, hơ chân, hơ bịch nhâm và hơ bịch đốc, và phản chiếu vùng tim, chống phản chiếu vùng tim, chém tím vùng can và tỳ và thận ở trên diện chứng theo mấy cái tam giác đó. Cái này thì các bạn phải hơ rồi, vì người này rất là lạnh thì chúng ta phải hơ diện chứng. Cái nào thì tôi nhắc lại cho các bạn về thủ pháp và diện chứng thì ta hơ những cái tam giác thận, năm tạng đó, năm cái thận đó, năm cái tam giác thận, can, tỳ, phế, tâm và phế, phế, năm cái tạng đó. Cái tiếp là chúng ta hơ cái dành môi đây, làm cho ấm cái ổ bụng, vì dành môi thì nó là phụ trách cho khu vực bụng rúng. Thì chúng ta trong đó cái trong trong cái bụng chúng ta, ở bụng chúng ta thì có nhiều cái nội tạng, thằng can, thằng tỳ, thằng thận, thì đều nằm ở đó. Rồi phủ thì đa số nằm ở đó. Rồi về bên Đông y thì các bạn chấm cho tôi hợp cốc, hậu khê, hậu khê, ta trà cái nhớ thì cũng đi dư chỗ, nhắc lại chỗ diện chẩn, ta quay đi là mạch đốc và đường kinh bàng quang. Mạch đốc thì các bạn biết rồi, từ trường cường đi thẳng lên tới bách hội rồi đi vòng xuống xuống chỗ 53 đi hết cái đường đó, đó là mạch đốc. Thì ta hơ và lăn trên cái đường kinh bàng quang. Thì cái đường kinh bàng quang thì từ mạch đốc ra một thống gửi, từ từ đốt sống lưng ra một thống gửi, ta lăn ta hơ ở đường đó thì nó sẽ ấm ấm năm tạng và các cái phủ nằm trên mạch đốc. Cái dùng này các bạn hơ mạch đốc là các bạn hơ tập trung ở cái dùng trường cường bát liêu, và ở trước cái bụng ở chỗ bành nhâm các bạn tập trung chỗ khí hải và trung cực, hai người đó. Ở chính giữa bụng có trung quản và trước ngực có đảng trung, và trên cổ có thiên đột, có thiên đột.
Xong rồi các bạn bấm cho tôi thêm cái nguyệt túc tâm lý tam âm dao, và cuối cùng các bạn bóp cổ, bóp xoa bóp ở cái vùng cổ và bả vai, vì làm cho cái cổ và bả vai nó nóng lên thì khí chưa biết chưa lưu thông, thì các bạn tim của bạn sẽ được ổn định, đập rất là tốt. Cái điều các bạn chú ý, các bạn chú hết sức chú ý ha, nếu mà vận động viên rèn luyện về thể lực thể thao như đá bóng, đánh bóng bàn, đánh cầu lông, một vận động viên ha, thì cái mạch của họ đập rất là chậm, thì chúng ta không cần phải điều trị đâu, nó có khi dưới 60, năm mấy 55 nữa, nhưng mà không phải là ta bệnh ha, chứ nó là không phải là tim đập chậm, vì cơ thể của chúng ta cái người vận động viên cái tim đập rất là chậm, cho nên họ có một sức dẻo dai, cho nên cái này ta cũng làm đừng không cần phải điều trị. Thì các tim đập chậm các bạn có thể ấn thêm cho tôi một nguyệt này nữa coi, các bạn ghi hờ nếu cần thiết các bạn sử dụng nó rất là tốt. Cái nguyệt bách hội, khít môn, thông lý và thần môn. Bách hội, khít môn, thông lý và thần môn. Rồi bây giờ chúng ta đi cái tiếp cái tim đập nhanh. Đa số người những người lớn tuổi mình tim bao giờ cũng chậm mà tim bao giờ cũng nhanh. Ở mức độ tim nào là tim đập nhanh? Hồi nãy ta có con số cho tim đập chậm rồi, bây giờ đã nói phải cho con số của tim đập nhanh. Bao nhiêu là con tim đập nhanh? Trong đây là sách Hoàng Đế Nội Kinh, còn sách Đông Y thì nó có nhiều cái nhịp, bao nhiêu nó mới gọi là nhanh, rồi bao nhiêu nó gọi là thấp. Cái thấp thì nó giống nhau, nhưng mà có cái nhanh thì có cái sách thì họ cho là 90, có khi họ cho là 95, 98, mà mới là 98, 99 hoặc qua 100 thì họ cho là rập nhanh. Nhưng đây trong sách của đế Nội Kinh Nguyễn Thức thì cho là tim đập nhanh là 90 cho đến 100 lần trên một phút, hoặc có thể cao hơn. Có nhiều người các bạn 120, 121, 125, thì đa số những người này ít có ở nhà lắm và đang nằm trong viện ấy. Tim đập nhanh thì trừ 90 trở lên 100 hoặc là hơn nữa thì ta gọi là tim đập nhanh. Tim đập nhanh là tim đập liên tục không nghỉ, tim đập nhanh hoặc tim đập nhanh theo từng cơn.
Không biết các bạn học mà có bị bắt bạn có bắt mạch hay chưa? Tim đập nhanh là liên tục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Đó là nhanh. Nó liên tục vậy đó. Thì ta gọi là tim đập nhanh. Còn tim đập nhanh theo từng cơn là bỏ nhịp. 1 2 3 4 nín. 5 6 7 8 9 nín. 10 11 12 13 14 nín. Nó nín theo có người thì nín nhanh rồi đập tiếp, có người thì hơi bị lâu một chút nó mới đập lại, nhưng mà số lần đập nó đập rất là nhanh nhưng mà nó bỏ nhịp thì nó cũng bỏ nhịp, có khi là bỏ nhịp một chút, có khi là bỏ nhịp dài tùy theo cơ địa của từng người mà chúng ta xác định. Nếu tim đập nhanh và kéo dài sẽ ảnh hưởng rất xấu tới dinh dưỡng của một trái tim, lâu ngày có thể xảy ra suy tim làm ảnh hưởng xấu đến sự dinh dưỡng của trái tim. Có thể lâu ngày mà chúng ta không điều trị kịp thời đi đến suy tim. Cái này đã đến suy tim mà tim đập xấu rồi thì chúng ta phải đưa đến cơ sở y tế về chuyên khoa khám và có hướng điều trị sao cho nó phù hợp. Đó là theo DTI thì chúng ta phải đến bệnh viện. Đa số bệnh tim thì đa số là bệnh bệnh viện hết để họ theo dõi. Còn riêng đối chúng ta biết được viện chẩn và đồng ý rồi thì ta có thể yên tâm để bệnh nhân ở nhà ta dây ẩn nguyệt, ta có thể phục hồi được cái chứng bệnh đau tim kể cả thiếu máu cơ tim. Như vậy là theo dẫn chẩn tim đập nhanh, tim đập nhanh nếu mà người bị nhiệt thì chúng ta giờ biết rồi, thì hồi nãy ta nói là thể hiện ra trên mặt, trên mắt. Giờ có thể mồ hôi đi ra thì đó là biểu hiện ngoài. Nếu mà người mà bị nhiệt thì ta sử dụng bóng dáng, ta hạ xuống, ta hạ cơ thể đi xuống nóng, bây giờ tim này nóng, cơ thể mà nóng, máu huyết trong cơ thể cũng bị nóng và các cái mạch động mạch, tĩnh mạch và cái mạch nó cũng nóng, nó cũng nóng, nó vẽ dễ bị vỡ lắm. Vậy là ta dùng cái bột dáng, ta đưa tất cả cái nhiệt này xuống và khí này xuống, tim đập nhanh giảm xuống, cho nên chúng ta cần phải dùng bột dáng. Xong rồi ta dùng tim đập nhanh, ta dùng bộ tim đập nhanh, tim đập nhanh thì 34 các bạn bộ dáng, các bạn biết bộ dáng chưa, có cần cho bộ dáng không, thôi lỡ cho luôn đi cho mà kiếm nó công lắm, coi các bạn mới vô kiếm thì cũng mệt. 100 bộ dáng, 100 bộ dáng là nhiệm vụ là làm mát, dáng khí, hạ huyết áp, trị bệnh sốt, nóng nhiệt trong người và trị được huyết áp cao. Như vậy là bộ dáng các bạn ghi 124 34 124 34 124 34
26. Số 3. 143. 222. 14. 156. 87. Và số 0. Các bạn dò lại ha. Bộ dáng 124, 34, 26, 61, số 3, 143, 222, 14, 156, 87. Các bạn cái số nào mà các bạn không rõ thì các bạn hỏi lại ha. Vì cái số này chúng ta không được quyền sai mà phải đi theo số thứ tự của nó. Bộ dáng thì ta tắm từ trên xuống, bộ nãy có bộ thang thì ta dám từ dưới lên. Như vậy là ta dùng cái vô cái bộ tim đập chậm, tim tim đập nhanh, vô bộ tim đập nhanh thì 34, tim đập nhanh 134, 124, số 3, số 8, 26 và số 0. Các bạn nghe ghi chú số 8 và con số 26. Số 8 ghi chú với số 8, 26 giúp cho tim đập chậm lại. Giúp cho tim chậm lại. Xong cho ti phản chiếu của trái tim của dân chữ. Xong rồi ta bấm bởi vì ta bấm nội quang, vì đồng quy ta bấm nội quang, nội quang ngoại quang nhân nghinh ở chỗ cổ, nhân nghinh ở trong cái cổ hay không, thần đạo ở sau lưng và thần môn mà trên tay. Rồi các bạn có cần hỏi gì thêm không? Bài tới đây là hết còn nửa tiếng nữa, chúng ta các bạn có hỏi gì thì hỏi. Đấy, thầy cho các cái cho cái bộ có các vấn đề về tim điện để khi mình không biết được là tim nhanh hay tim chậm thì mình đánh cái bộ các vấn đề về tim thì nó sẽ giải quyết được bệnh. Đấy thì giờ chị có cái bộ phác đồ đó chưa? Chưa thầy. Hả? Chưa thầy ạ. Thầy cứ cho cái bộ phác đồ các vấn đề về tim để khi ta chưa biết ta chưa chẩn đoán được là tim đập nhanh hay đập chậm hay là ngừng hay cái gì đó thì để giải quyết cho nó nhanh cái vấn đề này. Đó thì tim đập nhanh thì tim đập chậm thì tao qua nói đây cái bộ vị của các vấn đề tim thì cho đầu lúc đầu tiên đó. Rồi xong người ta đi tim đập nhanh, tim đập chậm. Rồi đo trước dùng tim hồi hộp. Rồi tất cả vì về về tim đó. Cái đầu tiên Cái đó bộ. là bộ vị của tim thế thầy ạ. À. Còn thầy cho Đúng cái rồi. các vấn đề về tim cũng giống như thế là các vấn đề về da, các vấn đề về phổi thì thầy Cái cho đó các không vấn đề có, tim không trong có ạ. tim nó không có các cái vấn đề về về tim, Dạ. không có, Dạ vâng, em chỉ cảm ơn. có các vấn đề về thận, các vấn đề về can, các vấn đề về da
Rồi các vấn đề về về thận, các vấn đề về lưng thì từ từ thì sẽ cho các bạn cắt cái đó, còn các vấn đề về tim thì không có, nó có cái bộ vị tổng hợp đó mà thôi. Mấy cái bộ huyệt của Đông y các bạn nhớ mà cái số đó không, nhớ cái vị trí đó không? Chị Quanh có việc gì anh? Kim Quanh à? Dạ, dưới thầy em có ạ, cho em hỏi xin thầy một chút với ạ. Hỏi đi. Dạ, thưa thầy, hôm bữa học bên lớp điểm chuẩn á, em có bảo là em bị đau ở cái vị trí ở bên khớp hàm bên háng á. Nhưng mà em đi khám mà chụp phim á, thì các bác sĩ không thấy vấn đề về viêm khớp háng. Sau em bấm cái huyệt đó thì em nghi ngờ về cái u nang hoặc u xơ buồng trứng, em có chữa được 4 đến 5 ngày thì xong em đi siêu âm lại. Xong bác sĩ siêu âm nói là cái u nang này nó bị vỡ, vỡ rồi, không có hiện tượng gì. Nhưng mà trong cái thời gian em về nhà thì em không biết là cái u nang nó vỡ thì nó có cái triệu chứng gì mà nó về nó vẫn đau một bên trái và nó râm râm nó nhói thầy ạ. Mà em cũng chữa theo cái pháp đồ của thầy là u xơ cổ tử cung ấy ạ. Nhưng mà không có phải vì em có kháng như hôm bữa cái cô cái bên kia chẩn đoán cho em nói bị không kháng, thầy nói không phải, mà người ta có siêu âm ra là có u xơ tử cung 45 cái gì 50 cm á, nằm bên hốc trái. Cái đau chỗ nào đó? Dạ em đau ở cái vị trí này nè thầy đây. Đứng nghe giữa sư môn vậy. Nó nằm ở trên cái xương mu bên phía tay trái là nằm tính một bên một nửa ấy, mà nằm ở dưới ạ. Đúng rồi, cái đó thì sao cái máng được, cái máng nằm ở đâu đó. Thì hôm bữa em có chỉ cái vị trí đó mà lớp mình mới là thầy bảo em bị từ 39 đau, mọi người cứ chẩn đoán nó khớp háng, em nghĩ không phải khớp háng tại vì cái khớp háng nó không có đau như thế. Xong em đi em tự mò mành, xong em bấm cái bộ huyệt u xơ tử cung mấy ngày thì nó nhói và em hơi phản chiếu sơ đồ tử cung. Xong mấy ngày sau em đi siêu âm thì bác sĩ bảo cái u này bị vỡ rồi. Siêu em mới hỏi bác sĩ vỡ rồi tại sao nó không có cái chảy dịch và cái hiện tượng gì. Bác sĩ bảo siêu âm thì thấy cái màng của cái bao bọc của u nó vỡ ra. Nhưng em hỏi cái u đó là u u nước hay u gì bác sĩ không có nói được. Bác sĩ bảo vỡ rồi không biết được cái u gì nữa đó. Các bạn xem cách cách chẩn đoán là một trong những cách quan trọng nhất. Mà các bạn đã học Đông y rồi, cái vị trí ở trong bao giờ nó không thấu lộ ra ngoài, mà ở trong nó nằm ở vị trí nào thì nó thấu lộ ngay cái bộ phận của bên ngoài, ngay chỗ đó đâu phải là khớp háng. Khớp háng là nó là xương thì nó không nằm ở chỗ xương xương vô được, mà nó nằm ở chỗ các xương của khớp háng, mà nó đây nó nằm ở xương mu hoặc là ở trên xương mu hoặc là trên nữa hoặc là trên chỗ trung cực khí hải quan nguyên, thì chúng ta không thể nói đó là khớp háng được, mà chúng ta không thể nói đó là cục già cục non được, mà khi có trường hợp bí lắm là thoát dị bẹn là có, nó có thòng ruột chúng đó cũng có, nó có thòng là mình được chịu, thì cái đó dễ thấy rồi. Các bạn ngay nghe chỗ đó thì các bạn thấy trong đi ra cái đường kinh
Cái bộ sinh dục nó nằm ở đâu? Ở ngoài thì lội, ở đó, ở chỗ sư vô nó chỉ là gì? Tử cung, âm hộ, âm đạo, buồng trứng, bàng quang và nội tiết tấu nữ, nó mới nằm ở đó. Như vậy là ta kiểm tra coi cái khu vực cái đó nó nằm ở chỗ đó, thì là cái ông nào ở chỗ đó gây ra bệnh thì ta trị đó. Như vậy là chỗ đó em nói là bồn trứng u nang là đồng ý, hay là viêm niệu đạo, hay là viêm cửa âm hộ, hay là viêm nội tiết tố, có nhiều đó thôi. Còn nếu mà chịch qua chỗ xương háng thì dứt khoát là chúng ta cái lần háng bị chỗ đó đó. Các bạn mần con chó ra coi, hay là con gì vậy, đó nó đâu có gì đâu, nó đâu có cái bộ phận nội tạng nó nằm ở đó đâu, mà nội Dạ, tạng nó nằm từ trước. đầu tiên em thấy có một cái biểu hiện bất thường thế này, em mới chẩn đoán là u xơ và u nang. Cả khi em nắm cái bàn tay thế này này là ngay ở dưới cái vị trí này hôm bữa của em á, và nó bầm một cái cục tròn qua như thế này. Em nghĩ ở đây là cái bộ phận sinh dục ở dưới cái bàn tay Đúng này, rồi, đúng rồi, đấy là góc này luôn ạ. Tại vì em đúng thấy rồi. và trên cái chân của em á, đây thầy, trên cái chân của em khép lại thế này thì ở đây nó có một cái dấu, thầy thấy không? Thấy rồi. Đó, thì em nghĩ cái phản chiếu này là của bộ phận sinh dục, nên như là cái nó đau mà không phải là bên cơ khớp háng, nên mình đau khớp háng khi mà mình đi nó sẽ đau kiểu khác. Đúng Như rồi. là đi vô cái chỗ clip của thầy, em thử bấm cái bộ phận u xơ tử cung thì bấm hơi xong rồi nó giảm đau liền, thì em mới nghi ngờ như vậy. Em đi khám thì người ta mới chẩn đoán là nó do mình tác động cái gì đó mà nó vỡ rồi, nhưng người ta không biết là u gì, u đặc hay u loãng thôi. Nhưng mà có cái thắc mắc là khi mà cái khối u vỡ là em không có thấy cái triệu chứng bất thường, khi mình có nước gì thì nước cái dậy gì thì ra Không, khi coi tự nhiên nó ít quá, giờ tùy nó rút gì hết, con không sao, con đâu gì đâu, giờ tùy nó mà. rút ra mà đâu biết được. Nếu mà nó u, nó bể ra, nó chảy ra âm hộ á, thì có mình chết dịch rồi còn biết, mà nó ít quá giờ tùy rút gì hết trơn thì đâu có, mình đâu biết được. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn nhói này ạ. Thì tiếp tục thôi đi nhá, rồi viêm đó, cái đó chắc là viêm rồi, nhói đau nhức đỏ bầm tím rồi đây, tất cả là qua vi phát. Trên cái sương mù là nó có nổi một cái cục hạch, ở đây là cái sương mù chẳng hạn, nó có cái cục hạch nữa, nó đánh vô nó đau, nó chảy 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 này thầy, giống như là nó bị trong trong nó báo hiệu ra đồng ngoài vậy á. Đây là bên ngược Đúng rồi. em cái bộ năng cục tính này tử cung có hai cái nốt ruồi nó phản chiếu ngay hai bên này luôn, em hơi u hai cái Rồi nốt rồi, luôn. vậy là chính xác rồi đó. Rồi u nang buồng trứng, rồi u nang buồng trứng thì nó nằm ở chỗ chồng đen này nè, nhấn vô chồng đen là có đau Đây thầy, bữa nó mọc một cái mụn 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 trứng cá trên chân mày này thầy này, mà em làm cho nó vỡ rồi. rồi gì, đúng rồi đó nha. Dạ Cho vậy là nên em các bạn đi theo cái đồ hình á, cũng như vô bữa nay có cái cô lại bị sỏi thận, thì tôi nói bộ thận thận này, nó thận này xuống bằng quang rồi, thì đúng là xuống bằng quang thật. Khi hổm thì có nói với các bạn là ẩn ở đây, ẩn ở đây không đau, bữa nay không đau, mà ẩn dưới bữa nay kéo đường này không đau, niệu quản không đau, mà đụng đến chỗ 87 này đau, 6 3 3 3 6 5 đau, 103 đau, 126 đau, bất hội đau, thì biết là thằng cái xuống hôm qua này, nhưng mà gỗ hôm qua đau thật, mấy người kia không đau. Thì bây giờ gõ này, chiều này hết đau coi, mời cô có mốt gì coi, cô bằng coi cái thằng này, cái sỏi này có tiểu ra không. Ta đi đi theo nó đi tới đâu chúng ta đi tới đó. Thêm có ý Nè, kiến, chào chị. em có ý kiến thử, thầy thầy bảo bạn gì đấy, bạn vừa nói đấy.
Bạn thử thì bạn nâng cái đầu gối lên thì cái chỗ tím tím của bạn đấy, thì tôi nghĩ đối xứng rằng là bạn thử túc tâm lý, bạn hơ túc tâm lý và dây túc tâm lý xem như thế nào thì nó đối xứng. Nếu mà đông y ấy, thì là cái túc tâm lý thì nó giải quyết ở khu vực bụng của bạn đấy. Thứ hai là cái mà bạn bảo bạn đau ở chỗ ngực ấy, thì bạn nó là ở cổ tay thì nội quan, thì bạn cứ bấm và dây hơ thì nội quan xem nó đau tức ngực mà nó khó chịu đấy Dạ thưa cô không phải cô ạ, tại vì khu không. vực này thì Thử đi, cứ tôi bảo cứ là cứ thử thôi, thử làm đi xem nội quan này, nội quan nhá. Thứ hai là cái mà bạn giơ cái chân thế này đấy, thì bạn đánh túc tâm lý dây hơ thử đi, nó là đông y mà không có dạ thiệt ngày nào hại con đâu. cũng có máy massage và con thực hành hết, nhưng con có ba cái phương pháp Ơ mà nắng đi. con chữa cái thoát vị bè bè lúc nào biết không đủ rồi nhưng mà nó không có ra, nhưng xong con kêu cái bộ buồng trứng thì con phát hiện ra được nên con làm theo cái bộ pháp đồ của thầy đưa ra thôi, tại vì nhiều mình làm phản chiếu sai thì nó cũng sẽ không có hiệu quả cô ạ. Đúng Thế rồi, như là thử con xem, cũng cảm ơn cô. Dạ thử cái túc tâm lý, nó là thuộc về bụng đấy, túc thì tâm đối lý thì xứng nó thuộc ra về dạ dày để điều trị tất bên cả này. các Đấy, vấn dạ dày bụng đề về dạ dày, nhưng con là tôi nghĩ bị là vấn đề dưới. của tử cung và cái nang, nó không liên quan gì đến cái nội tạng tiết tấu ở trong cái bộ phận sinh dục của mình dưới phần dưới cô ạ. Thử xem, Cô đấy là đang thử bảo là thôi, tôi thử chỉ thì mình cứ tôi thử học xem về có đông y thì mình không, có thể là mình suy diễn vì ra là chứ. cô là cái đông y cô nắm rất chắc đấy. Thì tốt tâm lý con ngoài nào con cũng dây ấn đó qua 2 3 lần hết trơn á, nhưng mà nó không có ấy được, nhưng mà bữa trước nó đau nhiều lắm, trong con dùng liên tục 7 8 ngày nay cái bộ kia thấy nó cũng đỡ hơn. Cảm ơn cô, để con mai con thử tiếp. Cái chấm đi, chấm ơi, con ấn ngay chỗ người tôi lý cô anh nói coi. Ấn ấn cái tôi cầm lý đi. Ấn coi 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 tôi cầm lý cái đâu. Đâu Đâu dạ, em không có thấy, em không có đâu. Còn cái về túc tâm lý không? này em cũng dây ấn nó không có đâu nè. Ấn coi đâu, đâu tôi lý, tóc tôi lý cho đâu, em chỉ cho thầy coi coi. Cái con sống này. Đây là thầy. Đâu? Đâu Nào không? sai rồi. Đây ạ. Túc tâm lý đâu ở đây. Thế là làm từ ở trên cái đầu gối này mình đi À xuống đúng em. rồi, đúng rồi. Đây Đây. để ngón tay cái lên 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 chỗ ấy, xong rồi ngón tay này chỏ đâu thì đấy là thôi túc tâm lý. À đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là con Đấy. quay cái cô. Sao nếu mà chị dây hoặc là chị dán cao, chị để đêm xem như thế nào? Hơ và dán cao đi, chị cứ làm thử đi. Có mất vốn mất lãi gì đâu mà. Con làm đấy, con cảm ơn cô, con cũng làm, Cứ con cũng dán làm cao luôn. đi, thử đi. Nhưng mà con đau ở Hơ. cái huyệt tam âm giao và cái huyệt thái khê nhiều lắm ạ. Tam ăn dao đâu, tôi đang nói túc tâm lý cơ mà. Thì đây tóc tâm lý đây con biết mà. Tại em bị bong gân rồi đấy. Bong gân mà chả làm cái gì nó tự dưng nó đau. Nên là lên nội quan thử xem cái ngực của mình toàn bộ nội quan đấy đấy, đúng rồi, cứ dây và hơ ngải cứu, hơ ngải và bấm huyệt. Cô ngay đau, nếu mà đau ngực thì ta sai huyệt đúng không cô? Vâng, Dạ. nên đấy là được thuộc về đông y mà, nó đây là thuộc về ngực Dạ. mà, đúng không? Ngực thì nó phải là Dạ. nội quan mà. Còn nếu bên này nó thuộc về lưng thì nó mới là liệt huyết chứ. Nếu thực sự khu vực này mới là lưng mà mới là liệt huyết rồi. Trước con bị nguyên luôn cái nốt ở đây này, hôm nào nó đau lắm mắt bầm Thì lắm đấy cô là ạ. thuộc dạng đại tràng đấy. Ê Cô ê cứ mấy con đấy, cứ đau bụng tay ở đấy đấy, là hết đấy. ở dưới này là bộ phận sinh dục, cần bộ phận sinh dục này cô.
Rồi cũng cả lại chàng tôi đau bụng hay gì là cứ Đấy, dậy đây là hết này. Nhưng mà cái này khi mà mình ngồi lâu là nó sẽ đau hơn mình đi đó cô ạ. Đúng rồi. Thì bây giờ mình có bệnh thì mình cứ thôi thì gọi là vái tứ phương, ai bảo gì thì nghe tạm ấy. Còn được hay được không được thì thôi, phải giao rút kinh nghiệm. Biết đâu này được gái thì sao? Con ngày xưa con cũng bệnh lắm mà con học xong con mà mặt mãi giờ con mới được như vậy cô ạ. Tôi cũng nhiều bệnh chứ tôi cũng phải học đấy. Tại vì không nghe cho mình sức khỏe cô em cố gắng cô ạ. Đúng rồi. Vì sức khỏe nó phải học chứ. Vâng. Tại vì giờ con cũng chữa được bệnh cho mọi người á. Nên cũng giúp cho được nhiều người cũng vui. Anh ơi. Oanh. Ai đây? Oanh ơi. Đó. Anh ơi. Cô góp ý này. Bây giờ mình học cả lớp á, lần sau em mặc cái áo cho nó gọn gọn một tí, đừng mặc áo ba dây nữa. Khi thầy hỏi em hiện trên cả lớp nhìn. Nhà, Áo dài tay mà. mặc cái áo nó có áo hẳn hoài đi, có mặc cái áo dây Đây. đi. Áo này là áo Tự bình thường mà không bị đau mà nhiên. lại. Không, Lê Oanh cơ, Lê Oanh À cơ. đây à. Vâng, đây khi em À hiện cũng lên là cả lớp Oanh à. nhìn. À cũng là Vâng, Oanh à. đấy, Bây giờ tại học vì giống cũng là mặc Oanh giống. à. Vâng, mình mặc cái áo À. bình thường đi, khi nó nổi lên cả lớp nó nhìn vào nó cũng khó nhìn quá, trong khi đó thầy mặc rất là Tôi nghiêm tưởng túc bà mà phê cả lớp bình tôi nữa. mặc. Không, đó là bạn Lê Anh đó cô Anh ạ. À, Vâng. ý mới góp ý Nhiều là lúc sao mặc thì cái áo có cứ tay nhìn vào. thầy nhìn cho cái dễ Đang chứ nói là thực chị sự Vân là ơi, nói là chị Vân là ăn mặc đứng đắn lắm thôi hôm nay em rồi. có buổi để em Ăn mặc hướng dẫn chị cho thầy những cái vị trí cụ thể cho lần trước đó, em chỉ vị trí sai và lớp hướng dẫn cho em cách chẩn đoán mình bị sai nên như nhiều khi mặc cái áo kính có cái vị trí mình không có chỉ rõ bằng một ngón tay được nên nhiều cái đâu có hở hang gì mấy đâu. Nói chung là hôm nay em cố tình mặc cái áo này là có cái phản chiếu ở đây ngược cái này để chỉ cho thầy á, để thầy biết rõ hơn để thầy chị giúp cùng thật em coi là không có phải hôm nay mà nhiều bữa chị cũng định nói đấy, nhưng mà hôm nay nhân thể này là nói luôn, thầy ra rồi thì nói luôn, tức là khi em hỏi nó hiện lên cả lớp người ta nhìn vào mình ngại quá, trong khi đó thầy mặc rất nghiêm túc mà cả lớp mặc rồi nó rất là kín đáo. rồi, em đang có một ý kiến em nghe mà ai thế nhở sao Đúng mà không rồi, nghe cô tiếng con nghĩ vậy là đúng rồi nhìn đấy. cô nào nói cho bây giờ nhìn hình cái coi à Loan à cô Loan hả mặc cái Ý này cô muốn nói có hở quá không vậy cô hở quá có hả quá, hở nhiều lắm, hở nhiều lắm, khi mà cháu cúi xuống nó cũng có cái vấn đề ABC lắm, cho nên là lần sau mặc có khổ không. ABC có Vậy khi để rút kinh nghiệm cho cả lớp, bây giờ cả lớp người ta mặc khác mà mình mặc khác, thì trong khi đó thầy mặc áo kín cổ như thế em thì cô cũng mấy có khi ý em kiến mở biết màn thôi. hình đâu hôm nay mới mà lâu thầy mới mở màn hình thôi cho toàn nó biết Này thầy không thể này cái thầy thầy cái bấm cái nội quan ngoại quan mấy huyệt gì nữa nhỉ, cuối cùng này nhân nhân hả, nghinh nhân nghinh nhân nhân nghinh à, vâng nhân 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 nghinh nhân thần đạo thần và thần đạo môn, thần thần môn đạo à rồi nhớ rồi đấy mỗi cái huyệt đấy là quê không 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 ghi kịp. Cảm ơn bà nhá. Vâng. thầy ơi cho em hỏi thầy. giờ thì kỳ tôi hỏi này nói này cái coi như chợ chị Lo nghe góp ý thì cái lý này vô mới đầu đầu lớp thì chúng ta nói rồi, thứ nhất là các bạn không phải đi đi học mà thì chúng ta cần phải mặc đồ cho sạch sẽ, đi sạch sẽ đẹp cho các bạn giờ trong cái đẹp cả cả lớp, thí dụ như cái áo của cô Lê nãy tôi đâu có cần cô làm như thế nào đâu, bằng áo bà ba mặc áo nào kín đáo cũng được, các bạn cần chỉ ngoài áo là tôi đã biết ở trong rồi ha, thí dụ như bác bạn chỉ ở đây thì tôi biết rồi, hoặc là chỗ cái vô này thì các bạn cứ cần chỉ đây là tôi biết rồi, chỉ cần chỉ ở ngoài lấy cái tay là chỉ là tôi biết cái trong đó cái gì là tôi phân tích cho các bạn rồi. Cho nên cái chỗ mà các bạn mà
góp ý cũng như là cô quanh góp ý cho cái cô Lê á. Chúng hay biết hay sai không biết, chứ mắt là chúng ta tiếp thu cái đã. Có khi là chúng ta chưa hiểu tới rồi chúng ta phản ứng, nhưng mà sau đó có khi là nguyệt nó đúng. Bởi vì cái nguyệt túc tâm lý là một những cái nguyệt mà tôi cho là quan trọng nhất, mà cái nguyệt này nó chỉ là trị bách bệnh. Các bạn nghiên cứu về túc tâm lý, tam âm giao, dũng tiền, rồi hợp cốc, thái khê, rồi địa cơ, rồi thừa sơn, trường trường cường, trung cực hoặc là khí hải, đẳng trung, vân môn, trung phệ, trung thủ, cực tiền hay là đại đôn. Tất cả những cái nguyệt đó là những nguyệt lớn nhất. Tôi sẽ nói cho các bạn xem những cái nguyệt mà cơ bản nhất mà các bạn trị rất là nhiều nguyệt. Người nào nó cũng quan trọng hết trơn chứ không phải quan trọng đâu. Ta chỉ cần một cái nguyệt túc tâm lý thôi, có thể giúp cho các bạn về ở bụng, vì nó là chuyên viên trị về bao tử, nó là được kinh vị. Mà nó không phải nó trị bao tử hay đâu, mà nó trị đầu gối rất là tài. Đi 3 dặm đầu gối không đau, lưng không mỏi thì ta có thể trị túc tâm lý. Đi 3 dặm không mỏi gối, chị được đau đau tử nè, đau đầu gối nè, chị nhất là mỏi gối. Các bạn mà đi leo núi ra chơi về mà thấy mà có người đã mệt, các bạn chấm thuốc tâm lý, nó giải quyết cho cái bụng của bạn rất là tốt và chị cái đôi chân các bạn rất là tà. Thì dưới tố tâm lý nó có là dương là tiền. Mà sau này ta tìm được cả được cái nguyệt dương là tiền là một những cái nguyệt hỗ trợ độc thủ nhất cho túc tâm lý nằm dưới lưng dương tiền. Trong túc tâm lý có dương là tiền, có độc tỵ, có nội tắc nhãn, ngoại tắc nhãn về lương khâu, thì bốn ông này sẽ hỗ trợ một cái đầu gối các bạn vững như băng. Mà các bạn ngồi lên ngồi xuống không được, mà các bạn chút xíu là những cái sinh nguyệt này hết thì đầu gối bạn đứng là được. Cho nên các bạn có thể ghi cho tôi mấy cái 10 cái nguyệt này để các bạn chăm sóc, bạn chăm sóc hàng ngày đi. Không những chúng ta trị một bệnh mà chúng ta trị bách bệnh. Một, các bạn chị các bạn ghi 10 nguyệt trị được bách bệnh. Số 1 là phong trì, nhiệm vụ của nó là đau cổ thông khí. Thì thông khí lên não rồi các bạn biết rồi, nó sẽ trị rất là nhiều bệnh. Thì nó tóm tắt cho các bạn biết, thì sau này các bạn sẽ tìm sách các bạn nghiên cứu. Cái nguyệt thứ hai là nguyệt hợp cốc, chị hợp cốc đau đầu, đầy hơi, đau găng, tiêu chảy và táo bón và nhiều chứng bệnh khác. Vì hợp cốc này có chị trên 36 loại bệnh khác nhau. Cái nguyệt thứ ba là nguyệt quan nguyên. Quan nguyên là bổ khí, bổ thận, điều hòa khí huyết của nữ và đồng thời chảy ra máu, tức là quan nguyên, bổ khí, bổ thận, điều hòa khí huyết và trị bệnh chảy máu trong cơ thể. Thứ tư là túc tâm lý,
Chị đau bao tử, đau đầu mỗi gối. Mỗi hai chân. Đau bụng. Vùng trung tiêu. Đau bụng vùng trung tiêu. Hết trơn không có bụng. Các bạn có mấy cái bệnh đó, các bạn nhắn túc trong lý đau. Cái việc thứ sáu là việc thứ năm là tam âm giao. Tam giao là ba đường kinh âm chạy giao nhau, và cái việc này gọi là bệnh tam âm giao. Bệnh chỉ chuyên về chị phụ nữ cho nam giới, cái là hay nhất là các bạn nữ sa tử cung, sa bồ diều, tất cả các loại sa tam âm giao sẽ giúp cho các bạn rất là tốt. Tam âm giao trị tất cả các bệnh về phụ nữ và nam giới, nhất là đối phụ nữ là sa tử cung. Cũng như cái cô hồi nãy đụng với cô Lê, đụng với tam âm giao đau lắm, chịu nổi đâu. Những người nào bệnh phụ nữ là đa số đau hết, ông nào không đau, bà nào không đau. Chứ thứ sáu là dũng tiền. Ủa, thứ sáu là quỷ trung. Chị đau lưng, chị đầu gối, chị giảm tê chân. Không có cái nguyệt nào chị đau lưng nhanh bằng quỷ trung. Quỷ trung là một trong những cái nguyệt chị rất là nhiều, đi không được, đầu gối đau cứng, lưng đau chỗ L4 L5 đau, ổng giải quyết rất là nhanh. Mà ổng là chị một con mắt rất là giỏi, con mắt các bạn giỏi lắm ha. Các bạn bị đau mắt, trong cơ thể chúng ta không có con mắt nào lớn và to bằng con mắt của quỷ trung. Con mắt thật của mình không to, mà con mắt ở quỷ trung là rất là to. Các bạn vẽ cái hình chỗ cái huyệt quỷ trung này, từ cái mé bên này qua bên kia các bạn chấm ở giữa rất là to, cho nên ta trị con mắt rất là hay. Trị con mắt đỏ, con mắt gì, các bạn đau ngực, các bạn trị quỷ trung cũng hay đó. Nhưng mà các bạn tất cả các loại bệnh mà bệnh gì không biết, mình học chưa tới, mình thấy nguyệt quỷ trung đau làm cho nào cho hết đau rồi. Nếu nó sưng, có nhiều người sưng như cái bánh cam vậy, các bạn dây vô cho dịch, giảm cho dịch xong các bạn dây hơi mấy bữa sẽ bé. Mà cái thứ bảy là dũng tiền. Dũng tiền là một trong những cái bệnh, một cái nguyệt nổi tiếng nhất ở đường kinh thần. Mà tất cả những cái nguyệt, không có nguyệt nào qua hơn nguyệt dũng tiền, là một những cái nguyệt là trao đổi chất và lưu thông máu, và lưu thông máu nó kết nối từ chân đi đến toàn cơ thể, nuôi chân và nuôi an thần. Cho nên ngày nào đêm nào ở không, các bạn chăm sóc cái nguyệt dũng tiền ấm lên thì thận của bạn sẽ được ấm lên, và nội bụng, trong cái ổ bụng của bạn, năm tạng và sáu bụng đều ấm lên hết. Nhất là các bạn bị buồn ngủ, thận yếu, các bạn chỉ cần buồn ngủ dò lỗ tai ấm thận, dây nguyệt chủ tiền, hơ nguyệt tiền nóng hết rất là nhanh.
Cái thứ tám là cái nguyệt nội đình, nó cũng đường kinh, đường kinh vị nội đình. Không có cái nguyệt nào mà chỉ nóng trong bằng cái nguyệt mà tôi đã thí nghiệm rồi, nó rất là nhanh. Không có cái nguyệt nào chỉ nhanh bằng cái nguyệt nội đình. Các bạn nóng trong người, nóng bàn chân, nóng qua bất cứ nơi đâu trong cơ thể của bạn, các bạn chỉ sử dụng nội đình là ok. Nội đình bạn chỉ sắm nội đình là cái chỗ mà có khi nó nóng lên như được điếu thuốc vậy, nóng chịu không nổi. Các bạn chống hồi chứ hết nóng mà, các bạn nhớ ha. Các bạn ăn không tiêu, bạn chấm nội đình thay, nội đình thái khê và cái nguyệt quyền trung ở trên lưng, nó có cái nguyệt gì đại trì, đại trì hay lắm, đại trì phụ trách được kinh dương của bạch đốc. Cái nguyệt thứ chín là cái nguyệt cực tiền, nó nằm ở đó, ở nách đó, nó đường kinh tâm. Không phải nó đường kinh tâm mà nó ba cái đường kinh âm chạy qua cái nguyệt cực tiền, ba đường kinh âm nó chạy, nó giống như nguyệt cực tiền, nó giống như cái nguyệt gì tam âm giao, ba đường kinh âm ở dưới bàn chân đi lên đều qua tam âm giao, mà ba đường kinh âm ở bàn tay trên cánh tay đều đi qua nguyệt cực tiền. Như vậy là ở giữa cái hâu nách có cái nguyệt cực tiền, ở đó nó có ba cái đường kinh âm đi qua đường đó, đó là cái ngã ba, nó giống như cái nguyệt tam âm giao ở dưới chân. Cho nên các bạn chăm sóc một cái nguyệt đó thường xuyên. Thường thường các bạn cái nguyệt này vì nó sát vùng tim, nó sát vùng tim, nó phản chiếu tim rất là nhanh, cho nên các bạn không được làm mạnh chỗ đó. Cho nên các buổi sáng, buổi tối các bạn chỉ cần dỗ gì nè, dỗ nhẹ thôi. Tức nhưng mà các bạn dỗ chút hết rồi. Có một ông bác sĩ y học cổ truyền của Trung Quốc ở Thượng Hải, sống 103 tuổi mà ổng đi chơi bình thường, ổng chỉ dỗ có hai ba nguyệt thôi. Một là ổng dỗ cực tiền và vân môn trung hữu. Ông dỗ vân môn trung hữu ở đây vì gì? Vân môn trung hữu các bạn dỗ hết khu vực này thì nó có đường kinh kinh thận đi qua là du phủ, mà vô tình dỗ hết cái khu vực này thì nó nằm ở chúng ngay đản trung. Đản trung nó là vùng gì? Thượng tiêu. Mà các bạn dỗ đây chúng gì? Phế. Mà các bạn có, nếu có người thân nữa thì có ăn dỗ lưng còn hay hơn nữa. Ông dỗ cho bà, dỗ cho ông, dỗ sau lưng trước giờ là buổi tối hay là buổi sáng trước khi thức dậy, các bạn lăn qua lăn lại rồi các bạn dỗ đó, dỗ trung cực, ủa xin lỗi, cực tiền
rồi Vân Môn, Trung Phủ và Du Phủ và Dỗ Nguyên Hợp, thì nói chung là dỗ mình không biết thì dỗ hết, dỗ nó vô dỗ. Các bạn dỗ này còn hay nữa, các bạn dỗ từ cực điện, các bạn dỗ ga nha, xong rồi các bạn dỗ ga ha, cố gắng tắt bàn tay nè, các bạn xoay cái này các bạn dỗ vô. Như vậy là các bạn dỗ ba đường kinh âm và ba đường kinh dương ở trong nách, thì việc còn dỗ ga tới cái mấy ngón tay phía trong, nó là ba đường kinh âm, rồi các bạn dỗ vô thì nó ba đường kinh dương chạy lên. Bạn dỗ hồi các bạn thấy thông lắm. Vậy là các bạn gì là các bạn đâu cần tập thể dục đâu, các bạn không hề đi tập thể dục. Tôi là nhỏ lớn tới năm nay hai con số sáu rồi, tôi chưa bao giờ tôi tập thể dục, mà có bữa không là tôi dỗ không khó không, tôi hay tôi chơi cái này, cái cây nè. Các bạn hay lắm, cái này các bạn làm gì vẫn chơi vậy? Thì trước giờ tao vô làm gì tao cũng vô phong trì, sáng bữa nào tao phải vô phong trì trước đó, bây giờ tao xả khí vì sáng nó hay lạnh, nó cứ cổ lắm, thì tao đây rồi tao lấy cái tay tới đây, tao trả đây, tao trả học cấp nè, à, trả chút vậy thôi, tao chứ nhiều đâu. Xong rồi tới Quang Miên thì tao đứng về tao lấy cái cây này tao ảnh vô đây nè, ảnh vô tâm lý thì ta để cái này như đây, ta gà bởi vì nó cái này nó to, thì ta gà cái kiếm cái đao ta để, à, xong rồi ta vô tam âm dao, à, thì ta để đây ta làm, xong rồi ta đi người ta chơi Nguyễn Trung, ta chơi Nguyễn Trung, rồi xong rồi ta chơi Dũng Tiền, Dũng Tiền các bạn, chúng tôi nói các bạn chơi Dũng Tiền hay lắm. Trong cái Dũng Tiền nó có cái vùng phế và khí quản, nó nằm ở đây nè, ở đây các bạn kéo xuống đây, nó có dùng tiến thượng thận, thì ở đây là trái thận mà chúng ta học hồi nãy đó, thì ở đây là tâm, ở đây là tâm, ở dưới này là vùng vùng của tâm, ở bên đây á nó là can và đỡn, mà ở dưới này á, ở dưới này nó là dùng là lách đó, mà dùng này á là dùng nội tiết tố, là bộ phận hệ sinh dục nha, cái dùng này là dùng lít thoa của cái ổn định ở trên cái này nè, nhưng mà hay nhất là cái chỗ vùng này nè. Các bạn xong rồi có cái máy sấy á, các bạn hơn là như ấm tối không cần phải đắp chăn đắp mền gì đó, giờ nó không còn lạnh nữa vì khí và huyết nó lưu thông. Trong ngoài ta nội đình, bây giờ ta chà cái bộ ngực á, thì ta luôn ta kéo lên nội đình, ta kéo hết trên khu này lên, thế nào nó dính nội đình nè, mà nó dính nội đình thì nó dính thái sung, hành giang, đại đôn, thì bên đây thì nó có ẩn bạch, rồi công tông, nhiêu cốc, dũng tiền, rồi thái khê, rồi tam âm dao ha, kéo dài lên, xong rồi cực tiện đi nè, xong rồi cho lấy cái cây ta để cho đại trì. Nếu mà các bạn xuyên chơi chơi sang nữa thì các bạn chơi từ C1 kéo dài xuống đại trì,
Dạ đi hết cái đường sinh sống, đi sẵn xuống đi luôn luôn. Ta đi luôn luôn cái mặt đất luôn. Có cây không nữa thì thôi tao quýnh tùm lum, tao đi kinh Hoàng Quang. Chứ các bạn làm gì dễ dễ ngủ lắm, bây giờ khí và huyết nó đã lưu thông hết rồi, cơ thể nó rất là nhẹ. Cho nên còn một cái nữa lỡ rồi, các bạn cởi cái áo ra bây giờ thôi. Nếu mà trong phòng của anh thì dễ rồi, mà ông làm gì làm thì các bạn lấy cái cây đào đúng không, các bạn bị chóng mặt đó, nếu mà các bạn bị nặng chóng mặt đó. Rồi các bạn sẽ làm thanh quản này hết rồi, nó có đủ tiếng giáp tiếng gì, tiếng gì tiếng giáp tiếng gì cũng nó cũng hết theo đó. Động mạch ảnh, động mạch dành nó cũng tan hả, tan chưa hả, nó mà chà gì làm sao mà còn được. Nhưng mà chóng mặt ha, các bạn bị nặng chóng mặt lắm, các bạn chà nhẹ nhẹ thôi, các bạn chà hồi hết chóng mặt ha. Vì đây là phản chiếu cổ, nếu mà đây cái này đau quá thì làm như này, nếu mà chỗ nhân nghinh thì nãy đau anh nó đau quá thì làm đây, nãy nhân nghinh nằm ở đây chà ở đây, chà ở đây. Đây nè, khít môn nằm ở đây nè, đấy có một cái nguyệt ở đây, các bạn lỡ đây, lỡ đây chà hết. Các bạn nam hay nữ vậy, các bạn chà chỗ nguyệt hậu khê nè hay lắm. Các bạn chị về ở tiết tốt nữ, ở tiết tốt của nam hay sinh dục nam hay sinh nữ hay lắm. Nhưng mà có một điều hay cực kỳ hay nhất là đau cô gái và lưng, nếu đau cô gái và lưng các bạn chà gì hồi mất tiêu cái cô gái đau hết đau luôn, mà lưng tự nhiên nó cũng biến mất nữa. Chị bạn tắt mic đi ạ. Rồi à. Giờ thầy ơi. Rồi. Đau sao đâu? Đau không? 8 thôi con. 9 10 đó. Ý được rồi thầy ơi. Nó có 8 nha. Đây có thầy hỏi không? Rồi thầy tí đi. Số 10 nữa à thầy à? Hả? Con huyệt số thứ 10 chứ có. Số 9 Alo, thứ 10. Chào thầy nhá. Số 10 có chưa? Số 10 có chưa? Chưa có số 10. Số 10 chưa? Alo, chào thầy nhá. Số 10 không còn số 10 nữa. Số 10 là đại kỳ đó. Số 10 là đại kỳ đó. Vâng. Số 10 là đại kỳ, tôi sẽ giải thích cho hai chữ cho nó tròn luôn chứ nha. Đại kỳ để làm cái gì? Bây giờ đại kỳ để làm cái gì? Đại kỳ nó là trừ lạnh. Nó là trừ lạnh. Nó đã khai thông cái đường kinh lạc, nó trừ hàn, trừ được khí lạnh. Còn đã mua muốn đã mua ngoài mình là có người lên chi cả chị mà bắt mình đi góc đồng định lên đi dạng tắt mít đi ha, tắt mít thì ồn quá à. Cái nguyệt đại kỳ ấy nằm ở trên số C7 và C1 T1 á, nhiệm vụ của nó là cân bằng, nhiệm vụ của nó là cân bằng âm và dương. Cho nên các bạn kết hợp với nội đình ở
được kinh vị kết hợp với đại trì ở mạch đốc và kết hợp với thần môn, có xin lỗi thần khuyết ở cái gúng á, ba cái huyệt đó điều chỉnh lại. Rồi đại trì từ lạnh khai thông phong hàn thấp và trị đau cổ số 1. Thầy ơi, cho em Rồi hỏi cái tay em sao tự dưng mà cái cổ tay giống như bị khớp hay thì gì em mà dậy nó đau nó nhức mà chịu không nổi người, nó ngấy sốt nãy giờ tưởng đâu giống như đột quỵ luôn ấy. thầy đang giảng đúng rồi chị, đau cổ tay hả? dạ, cái cổ tay tự dưng nó sưng mà nó đau không chịu nổi mà nó ngấy phát sốt lên mà xong rồi giống như đột quỵ luôn đấy. Đang dạy học chưa? Đang dạy học chưa? 2 phút nữa chị gọi đi, 2 phút nữa. Ờ, ba phút nữa chị gọi lại đi nha. Chuẩn bị xuống lớp rồi. Năm phút nữa chị gọi lại đi, tôi trả lời cho. Chuẩn bị xuống lớp. Bây giờ vô cái chỗ cái huyện trăm đi, đánh chiêu huyện trăm đi. Dạ thưa thầy, em đến rồi mà chồng em bảo đâu rồi, mà không cho đến thầy ơi. Rồi không cho thì thôi chứ sao giờ. Đánh rồi mà nó đau nó không có thay đổi được gì mà cái cổ tay tự dưng, thầy ơi cái cổ tay em tự dưng á, từ chiều giờ chả có làm cái việc gì nặng hay cái gì hết á, tự dưng nó sưng nó đau mà nó giống như kiểu bị thùy tủy hay làm sao không á, mà nó thấy nó nhức mà tới không chịu nổi luôn á. Thì các bạn cứ gần vô nhất rồi vô cổ tay 100 thì cái cổ tay nằm ở đây đây nè, bây giờ không cho là nó làm đau thì làm sao gì hết được. Các bạn chịu khó đau đi rồi không có chịu khó Không làm gì ngờ phải lắm đau nó mới hết chứ. đau mới hết mà giờ còn có làm ở cái khu vực trong này mà ông không có chịu đau Bấm luôn nó đau quá chịu không nổi đó thầy ơi Thì làm nhẹ lại thầy phớt thì đi giúp cổ chân ra phớt sao. này cô nào bảo thay phớt đi đúng rồi cái dòng phớt nó bị lỏng hết trơn rồi phớt lại cái dây huyệt phớt rồi da chứ không phải là phớt rồi nó không đâu Bộ nha hành với mày ngọc dây phớt cho nó bớt đau đi xong bắt đầu mình dây mình lại dây tiếp rồi dây cổ tay thì dây cổ chân để phản chiếu của cổ tất cả các loại cổ đúng rồi, vậy thì hết cái rồi cổ chứ tay em sao. chả biết đâu thời gian ngắn đầu đây khoảng chừng 5 6 tháng à cứ chừng chục ngày hơn chục ngày cái nó lại tái phát nó lại đau mà chả có phải là làm việc gì nặng nữa ý Hồi là tự xưa nhiên nó cứ đau nó đau mà đau tới nỗi mà không chịu nổi cứ càng lúc nó càng đau hơn á kiểm tra hồi gan xưa nó bị đi không phân rồi. kiểm tra gan đi gan đó là gan là về gân về cốt mà thì ta kiểm tra gan đi xem hơi gan có vấn đề không Dạ gan mới đi khám sức khỏe đi làm công ty khỏe lắm. mỡ máu không khỏe cái gì mỡ máu Cứ chứ là kiểm khỏe tra đi, cứ kiểm tra đi. gan anh này Tôi mỡ bị cổ chân với cổ tay mà tôi chỉ gan cái là nó khỏi đấy. máu không ạ? Nhậu ghê Mà lắm em có bị vào. gan gì đâu, Mỡ tại máu cao thì người gan là gì? gan khỏe mà, gan phổi bộ đồ nòng mà khỏe lắm, nội tạng là khỏe mà, Anh mới đi hỏi khám gì? sức khỏe. Cãi rồi, quá. Trong bệnh viện thì khám chứ không có phát, nó không thấy cái bệnh lý gì cả, nhưng mà có mỗi cái cổ tay giống như là nó bị, người ta nó cứ phải là bị xì tủy hay gì không ấy, mà cứ lâu lâu Vợ các bạn làm diện chẩn thì cứ theo vợ gần đi ngang lắm mà cô ơi em động ngang lắm mà lẽ dây cái thì 130 vòng đâu lo là không có chịu gan con đau mà tới nỗi mà người nó ngấy sốt phát lạnh ớn lạnh lên luôn, xong bắt đầu là giống như là mồ hôi hột, người thì lạnh toát mà mồ hôi hột nó đổ ra luôn ấy. cứ cứ nghe lời tôi chỉ gan đi là khỏi Sưng hoặc là trên bóp lên Dòng đây này dòng thế bóp nào
Ông nói ông bệnh ngủ quá trời luôn á. Ông Ê, khám sức khỏe cởi ngựa xong qua sao biết được. nhìn kỹ cho thầy để thầy coi có bệnh gì đó biết rồi. Mày Vô thẳng ở đây nè. Nhìn thẳng ở thầy. Ông bị phế nào, Nhà bị bị phế phế nè, đúng rồi, rồi bị gan nè, gan nhiễm mỡ nè, mỡ trong máu nè, đau lưng nè, mất ngủ nè, thận yếu nè, rồi dạ. hay hay bị chóng mặt nữa nè. Không, chóng mặt thì lâu không không có bị chóng mặt, mà bữa nay là đau cái cổ tay quá, xong bắt đầu là nó mồ hôi một cái nó toát rã rượi ra, không người thì lạnh toát này, nó mà mồ hôi một cái nó rã rượi Nó nói gì mà cả người trong ba nó khám nó không thấy rõ, cho cái mặt ông đâu có thần sắc thì đâu có tốt đâu, dạ thì người thì mới bệnh mới mới bị đau nó tái mét cái mặt lên đó thầy. rồi. Nó bây giờ tên hay câu bây giờ nó yếu rồi, người nó yếu lắm rồi đấy. Bây giờ Dạ thôi đúng rồi. sử dụng cái bộ điều hòa làm ấm đi, rồi xong rồi hơ mồ hôi của ông thì ông ra lạnh nhắc à, nhắc nhở ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ dùng cái Đó, bộ sau đó điều là em hòa lấy làm cái ấm bộ rồi điều hòa hơ làm bằng chân ấm bằng đốc đó. đi, rồi hơ bằng chân bằng tay hết à, rồi Dạ. tự nhiên cái cổ tay nó hết à, rồi đi sơ cái cổ tay con chân là hết rồi nha. Dạ, rồi cảm ơn thầy ạ. Rồi rồi thôi, xin chào ha, Dạ, hẹn mời gặp thầy lại nha. thôi. Rồi 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 xin Thầy chào mời các anh lại. chị. Rồi 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 chào chị Loan, chào tất cả các bạn. Chào.